Lớp học vẽ Ogi tại Việt Nam diễn ra như thế nào qua lời kể của học sinh giỏi Simon Phan? Ai nấy cũng hí hoáy vẽ, ánh mắt kiên định như chọc thủng cái iPad, từng nét vẽ mạnh mẽ dứt khoát, như muốn tát vào mặt đối thủ. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn lũ, như tình cũ không rủ cũng tới. Tuy nét vẽ nam chính có hơi gà bới, nhưng quan trọng nhất vẫn là thần thái phơi phới khi được họa sĩ khen hết lời. Thi cho đã mới phát hiện ra là thi chơi, ai thắng rốt cuộc cũng không biết luôn á trời. Cùng xem thành quả nào.